9 chín, hoàng tử. Dương Đại một bên cùng bốn vị mới âm chúng nói chuyện phiếm, để bọn hắn tự giới thiệu, một bên khôi phục trạng thái thân thể. Hắn phát hiện khí lực của mình đảo tăng trưởng gấp bội, vượt xa trước đó, đây là vạn cảnh âm chủ năng lực, mỗi hấp thu một tên âm chúng, sẽ thu hoạch được bộ phận tăng phúc, tăng phúc cường độ đoán chừng cùng âm chúng thực lực tương quan. Này bốn tên tử hình phạm nhân tại thâm vực bên trong đều là tán tu, phân biệt tên là Điền Bất Trung, Trương Hiền, Chu Lương, Bạch Vĩ, Điền Bất Trung là lão đại, tu vi đi đến tụ khí 4 tầng, am hiểu là một thanh lưỡi búa to, nắm giữ ba loại pháp thuật. Ba người khác cũng có mình am hiểu chiến đấu thủ đoạn. Dương Đại rất hài lòng, có bốn người này gia nhập, vừa vặn ba ngày đã qua, đợi lát nữa liền có thể trở lại quỷ khốc lĩnh, nếu là có khả năng, có thể truy sát trình ngạ quỷ. Thạch Long chẳng qua là tụ khí một tầng tu vi liền có thể bức lui trình ngạ quỷ, dứt bỏ âm chúng tính đặc thù, trình ngạ quỷ thực lực nhiều nhất không cao hơn tụ khí hai tầng. Dương Đại đem bốn vị âm chúng thu nhập linh hồn trong không gian, sau đó nhìn lòng bàn tay thâm vực đồ án, lựa chọn tiến vào thâm vực. Lại là trời đất quay cuồng cảm giác, bất quá tố chất thân thể thuế biến Dương Đại cũng không có thấy khó chịu. Sau khi rơi xuống đất, hắn mở to mắt, trước tiên đem 12 vị âm chúng triệu hoán đi ra. Thạch Long, Liễu Tuấn Kiệt bảy người, Điền Bất Trung bốn người. Bọn hắn nhìn thấy lẫn nhau đều sửng sốt. Dương Đại bắt đầu quan sát chung quanh, đúng là lúc trước hắn rời khỏi thâm vực địa phương chẳng qua là hiện tại biến thành ban ngày thiên địa vẫn hơi lộ ra âm u tựa như mưa to sắp tới dương đại phân phó nói điền bất trung các người bốn huynh đệ chui vào lòng đất cùng theo chúng ta chờ đợi ta phân phó đúng điền bất trung trương hiền chu lương bạch vĩ cùng kêu lên đáp đi theo chui vào lòng đất dương đại nhìn về phía thạch long phân phó nói dẫn đường đi ba ngày đã qua có thể rời đi quỷ khốc lĩnh thạch long hít sâu một hơi bình phục khiếp sợ trong lòng gật đầu đồng ý sau đó bắt đầu dẫn đường điền bất trung bốn người khí thức mang cho hắn áp lực thực lớn hắn biết được bốn người này tu vi nhất định cao hơn hắn âm chúng tại linh hồn không gian lúc ý thức sẽ đình trệ tương đương với ngủ say thạch long không rõ ràng xảy ra chuyện gì làm sao dương đại đột nhiên nhiều bốn vị mạnh mẽ âm chúng bất quá này cũng là chuyện tốt dương đại vấn đề an toàn không cần đến hắn thạch long một người khiêng đi đường trên đường liễu tuấn kiệt hướng hắn hỏi thăm này một nhóm thí luyện giả tử vong suất bảy vị thí luyện giả bên trong liền liễu tuấn kiệt gan lớn dám cùng hắn nói chuyện dương đại cũng không có dấu diếm thành thật trả lời liễu tuấn kiệt thở phào nhẹ nhõm nói còn tốt tỷ lệ tử vong cũng không có tăng lên hắn mặc dù chết rồi nhưng hắn còn lo lắng gia đình hy vọng thế giới hiện thực có thể xuôi gió xuôi nước chủ nhân ta kiến nghị ngươi có khả năng thăm dò cẩn thận một thoáng quỷ khốc lĩnh căn cứ điều tra của ta thí luyện giả rất xuống đất điểm càng nguy hiểm, cơ duyên càng lớn. Trái lại, những cái kia rơi vào thành trấn bên trong thí luyện giả mặc dù an toàn, lại khó trở nên nổi bật. Liễu Tuấn Kiệt nghiêm túc nói. Dương Đại Bộ mặt một quất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Tuấn Kiệt lúc tình cảnh, khi đó tiểu tử này cũng là nghĩ xong, điên cuồng cho đồng bạn đánh máu gà, sau đó liền không có sau đó. Thạch Long nói tiếp, quỷ khốc lĩnh xác thực có cơ duyên, cho nên các đại tông môn mới đưa đệ tử thí luyện đặt ở quỷ khốc lĩnh, Nghe nói nơi này có linh chiếu đại tu sĩ mộ thất đào được. Dương đại tại bí võng bên trong hiểu qua cảnh giới tu luyện, đã biết cảnh giới có thụ khí, tâm toàn, linh chiếu, chống không, luyện hồn. Trước mắt, địa cầu lợi hại nhất thí luyện giả cũng mới linh chiếu cảnh, đó là quốc trụ cấp nhân vật. Thâm vực buông xuống địa cầu bất quá 10 năm, hạ quốc mạnh trinh cấp 3 học sinh tiến vào thâm vực cũng mới 3 năm. Hiện thời địa cầu cường đại nhất thí luyện giả cũng không phải là tại hạ quốc, mà là châu Âu, có một vị cấp độ SSS thiên phú biến thái tồn tại được xưng là Thái Dương Thần, một thức tỉnh liền rất mạnh mẽ, nghe đồn, hắn có khả năng hấp thu năng lượng mặt trời lượng, Thái Dương bất diệt, hắn liền bất tử, tại châu Âu thật bị xem như thần. Dương đại tại thiên võng, bên trên nhìn người nọ tin tức tương quan lúc tâm tình thật lâu vô pháp bình phục. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Âu ngoại còn có càng Âu a. Bất quá luận linh chiếu cường giả số lượng, vẫn là hạ quốc nhiều nhất. Dương đại trầm ngâm nói, về sau lại thăm dò đi rời đi trước quỷ khốc lĩnh, tìm một chỗ tu luyện, ta có năm bộ công pháp, ta nghĩ để cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện, lại tích lũy âm chúng, các ngươi ngẫm lại, ta nếu là thu thập một vạn tụ khí âm chúng, lại thăm dò quỷ khốc lĩnh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thạch Long yết hầu giật giật, nói, một vạn tụ khí cảnh tu sĩ, đã tương đương với một phương tông môn. Liễu Tuấn Kiệt cùng sáu vị thí luyện giả chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía dương đại. Thiên phú của ngươi là đẳng cấp gì? Liễu Tuấn Kiệt thận trọng hỏi. Dương Đại bình tĩnh nói, "SS T. Bảy vị thí luyện giả âm chúng bị hù dọa. Thạch Long thì đoán không được đầu não, ấy chết ấy chết là cái gì?" Dương Đại mừng thầm, tiếp xuống Liễu Tuấn Kiệt không còn dám khuyên hắn đi sóng. Trên đường đi ngoại trừ thi thể, một người sống đều không có đụng phải, mà lại những thi thể này hồn phách đều bị rút đi, tử tướng cực thảm, hơn 3 giờ về sau, tại Thạch Long dẫn đầu dưới, bọn hắn cuối cùng đi vào quỷ khốc lĩnh khu vực biên giới một cái cửa ra vùng này địa thế bằng phẳng phía trước sương mù tràn ngập phẳng phất đem thiên địa ngăn cách sương mù chỉ có một lỗ hổng thông hướng một rừng cây dương đại thở dài một hơi cuối cùng sắp đi ra ngoài tiếc nuối duy nhất là không có gặp được trình ngạ quỷ dương đại tại âm chúng nhóm bảo vệ dưới một đường đi vào trong rừng cây rừng cây rậm rạp cùng quỷ khốc lĩnh bên trong rừng cây hoàn toàn khác biệt nơi này cây cối thẳng tắp Hoa cỏ phồn thịnh, sương mù nhàn nhạt ở trong rừng tràn ngập, mông lung mà thần bí. Vừa mới tiến tới không bao lâu, Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người đang ngồi dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi. Thạch Long rút đao, đi ở phía trước. Dương Đại dừng lại, nhưng Thạch Long đi trước xem xét tình huống, mặt khác bảy vị âm chúng khẩn trương chờ đợi, dù sao bọn hắn cùng Dương Đại một dạng, đều là thâm vực người mới. Thạch Long thanh âm bay tới, "Chủ nhân, cái này người hôn mê, hắn không có tu vi, không cần lo lắng." nghe vậy dương đại lập tức mang theo bảy vị âm chúng đi đến người này là một tên nam tử trẻ tuổi thân thể nhỏ yếu tướng mạo cũng là đẹp đẽ rất có nữ nhi tướng một bộ thư sinh cách ăn mặc môi khô giáo đến chóc da khí tức suy yếu một tên âm chúng nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi có muốn cứu hắn hay không dương đại bình tĩnh nói bèo nước gặp nhau vì sao muốn cứu chờ hắn cùng các ngươi làm bạn đi âm chúng nữ hài thạch long cũng là tán đồng gật đầu Quỷ khóc lĩnh phụ cận nhưng không có phàm nhân thành trấn cái này người đoán chừng là cải trang thành thư sinh, nhưng hắn không có tu vi, lại dám tới nơi đây, vẫn là không nên tùy tiện cứu giúp để tránh cuốn vào phiền toái. Ngược lại hắn đã chết, hắn cũng không hy vọng Dương đại cứu những người khác, tốt nhất giống như hắn. Lúc này thư sinh mí mắt động, hắn chật vật mở to mắt, run run rẩy rẩy nâng tay phải lên, nói: cứu, cứu ta. Dương đại không có lên tiếng bảy vị âm chúng cũng bình tĩnh nhìn hắn trong ánh mắt thậm chí có chút chờ mong thư sinh thấy trên người bọn họ bốc lên lục quang cho là mình sắp chết xuất hiện ảo giác hắn run giọng nói cứu ta ta là hoàng tử ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi hoàng tử cái kia càng không thể cứu rất dễ dàng cuốn vào đại tranh lộn xộn bên trong đối với những người thí luyện khác tới nói cứu được hoàng tử nói không chừng có thể đổi lấy tại đại hạ vương triều nội địa vị bay vọt cơ hội dương đại thật vất vả trùng sinh thật vất vả để cho người ta sinh thay đổi há có thể cho mình thêm phiền toái tại hắn mạnh mẽ trước đó hắn sẽ không làm kẻ ba phải cơ quan tình báo như vậy bồi dưỡng hắn là hy vọng hắn trợ giúp trong hiện thực nhân loại mà không phải thâm vực dị giới người